Hello, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay để có một ngày mới, chú cháu mình sẽ quay clip gì cho các bạn xem vậy Hòa Thượng? Bữa đó móc dưa ăn chưa đã, giờ đi móc dưa ăn tiếp kìa ơi. Ủa, thèm dưa hấu nữa hả? Hôm nào mình với Hòa Thượng đi mót á, anh dưa hấu giữa đồng luôn mà chưa đã nữa. Ủa, mà người ta cho mỡ rồi, ăn hết rồi hả? Ở nhà ăn hết rồi chú An ơi. Hôm đó anh trái dưa lai nó ngon không hả? Ăn được đâu chú An ơi, bữa đó vừa đem về là nhã nó sẽ ăn rồi chú An. Tại vì hôm đó chắc Hòa Thượng ăn ngoài đồng no đúng không? Thì về không ăn kịp anh, nhưng mà hôm nay thôi, nếu mà Hòa Thượng có nói chung là anh dưa hấu vẫn cảm thấy thèm đúng không? Thì hôm nay chắc có lẽ là nhờ giờ như vậy thôi. Chú sẽ đi ra chỗ dưa, chú năn nỉ người ta để mua ít trái dưa các bạn ơi. Chứ thực sự là bây giờ mua cũng rất là khó, để chú đi chú chuẩn bị cho Hòa Thượng. Bây giờ như vậy đi, hôm nay chú sẽ cho Hòa Thượng thách đấu anh dưa hấu, chịu không? Vô cùng ngọt luôn. Được chứ An, bình thường. Anh nổi không? Nổi. Rồi để vậy để mình sẽ đi tìm một ít trái dưa hấu để thử thách Hòa Thượng, coi Hòa Thượng ăn được bao nhiêu trái dưa hấu. Nói chung là vừa cho Hòa Thượng ăn đã luôn mà vừa cho Hòa Thượng thực hiện cái thử thách, chịu không? Được. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm một ít trái dưa hấu cho Hòa Thượng thử thách trong cái ngày hôm nay, là thử thách dưa hấu nha các bạn. Ok, vậy cho mình đi thôi. Đây là tất cả những số dưa mà mình chuẩn bị cho Hòa Thượng thử thách trong ngày hôm nay nha các bạn. Ôi, quá trời dưa ngon luôn. Dưa ngon không Hòa Thượng? Ngon, dưa lai. Đây là trái dưa này là dưa lai nha các bạn. Thực sự dưa này rất là hiếm nè. Thường thường những lái chủ ruộng dưa hiếm khi nào mà có bán dai lắm. Thường thường là chỉ để biếu thôi. Hôm nay mình năn nỉ chủ ruộng dưa để cho về mình quay clip cho mọi người và các bạn cùng xem. Thì mình mua ở đây được 5 trái nha, là hết rồi. Và đây 5 trái này là dưa hấu vàng. Còn bên đây là dưa lai vừa vàng vừa đỏ các bạn. Hòa Thượng hôm nay nhắm anh bao nhiêu trái vào đây? Không biết nữa chứ An. Đó thì bây giờ mình sẽ cho Hòa Thượng thử thách 10 trái dưa này trị giá là 20kg nha các bạn. Nhiều không Hòa Thượng? Chứ nhiều. Thì tiện Hòa Thượng đang thèm á các bạn, để mình thử thách coi Hòa Thượng ăn được bao nhiêu dưa trong cái ngày hôm nay nha. Đã bao nhiêu trái? Thế là trò chơi sao chứ An? Thế là trò chơi là như vậy. Nếu Hòa Thượng ăn 5 trái đầu tiên, thoải mái lựa trái nào cũng được nha. Đỏ vàng gì đó là tùy ý Hòa Thượng. Thì 5 trái đầu tiên là mỗi trái 100k. Yeah. Ok, còn 5 trái tiếp theo là mỗi trái là 200k. Yeah. Đó, ok chưa? Ở đây là 10 trái các bạn. Thì bây giờ như vậy, mình sẽ thử thách Hòa Thượng ăn dưa hấu trong ngày hôm nay cho mọi người và các bạn cùng xem luôn nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị cho Hòa Thượng vào cuộc thi đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy dưa khá là ngon đúng không? Trái nào cho đó đẹp không Hòa Thượng? Trái đẹp. Đây là dưa nhất không nha. Dưa mà các bạn búng mình nghe, cảm giác nè. Bưng 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 luôn không? Dưa tốt không đó. Đó, mấy trái dưa này, dưa lai này các bạn nhìn thấy ngon không? Rất là ngon nha. Thì mong rằng mọi người và các bạn cũng ủng hộ cho cháu mình luôn nha, bằng cách like để cổ vũ cho Hòa Thượng thi ăn dưa hấu cho ngày hôm nay nha các bạn. Cho Hòa Thượng xin một like đi để cho Hòa Thượng có động lực. Sao ạ? Bắt đầu chơi. Rồi ok, bây giờ như vậy, chú đố Hòa Thượng tìm ra được một trái dưa màu vàng. Dễ. Ấy mà chú hỏi trước chứ quên. Hòa Thượng thích ăn dưa vàng hay gì đó? Dưa nào cũng ăn được hết chú em. Ok, bây giờ chú thách thức Hòa Thượng tìm trái dưa đúng trái dưa màu vàng thưởng 50k. Đó nha, rất là khó nha các bạn. Ở trong đây dưa chưa bộ thì không có tài nào mà biết được đâu. Chính mình còn chưa biết dưa màu gì nữa mà. Trái dưa màu vàng nha. Nếu mà tìm đúng dưa màu vàng thưởng nóng 50k cho Hòa Thượng lên. Cho cái cách lựa dưa của Hòa Thượng. Sao tội? Đây cái cuống còn khá là tươi luôn các bạn. Hòa Thượng bị vuột cái cuống rồi. Trái này màu gì? Đó, chú cho thoải mái lựa chọn nha. Và vào cuộc thi luôn đó nha. Vừa bỏ ra là mình ăn luôn. Hay sai thì bỏ 50 ngàn có gì đâu. Đúng rồi, sai bỏ 50 ngàn. Chính xác. Cái này đi. Cái này chọn đúng rồi. Nhỏ. Màu vàng nha. Tử chuyên. Để coi Hòa Thượng sẽ ra màu gì nha các bạn. Rồi đỏ rồi Hòa Thượng ơi. Hay quá các bạn ơi, Hòa Thượng chọn đúng trái màu vàng rồi nha. 50k cho Hòa Thượng nha. Để giờ con khuyến mãi vậy chú An, trái màu đỏ nè. Có chắc không đó không? Chắc. Rồi mình sợ thánh Hòa Thượng đó nha các bạn. Để coi búng nó kìa, búng biết màu luôn mới hay đó nha. Nè. Phải không? Chừng bộ ra trái màu vàng mới chắc bỏ xứ chạy luôn đó nha. Để coi cho Hòa Thượng sẽ ra màu gì nha các bạn. Mình thấy có triển vọng rồi các bạn ơi, đúng màu đỏ thật. Wow, trái dưa nhìn đẹp không Hòa Thượng? Đúng quá đẹp tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây Hòa Thượng đã tìm ra được một trái dưa màu đỏ rồi nha. Đây trái dưa nhìn rất là ngon nha các bạn. Màu đỏ nè và màu vàng. Hôm nay mình mua cho Hòa Thượng là vừa dưa đỏ vừa dưa vàng luôn đó các bạn. Ông nhận là dưa ngon ghê luôn chứ An. Đúng rồi đó. Đây nè các bạn nhìn có thể nhìn thấy nè. Đây là trái dưa màu dưa lai nha. Nó rất là chắc trái dưa nè, thứ nhất. Và thứ hai ăn rất là ngọt. Và điều đặc biệt hơn nữa là vỏ mỏng của Hòa Thượng. Dưa mỏng. Đó, dưa này rất là hiếm nha các bạn. Nhưng mà hôm nay Hòa Thượng rất là tuyệt vời là được ăn dưa, thử thách dưa hấu mà
dưa lai nè, được 5 trái dưa lai là rất là gọi như là rất may mắn rồi đó các bạn. Rồi bây giờ Hòa Thượng đã chuẩn bị cho mình vào cuộc thi được chưa? Được rồi. Ok, bây giờ chú đếm 1 2 3 Hòa Thượng bắt đầu ăn nha. 1 2 3 bắt đầu thử thách cho Hòa Thượng các bạn. Đây, trái dưa vàng đầu tiên cho Hòa Thượng nha. Trái đầu tiên là 100k. Và 5 trái trở về sau là 200k trên trái cho Hòa Thượng. Dạ. Ok. Đây Hòa Thượng bắt đầu ăn dưa vàng trước các bạn. Không, cho ý kiến trái dưa coi Hòa Thượng ngọt không? Ngọt chứ ăn. Ừ, dưa đảm bảo ngọt rồi các bạn. Ôi ngon thiệt chứ em ơi. Rồi ok, để coi Hòa Thượng ăn được bao nhiêu trái dưa trong ngày hôm nay nha các bạn. Đang thèm ăn ngon lắm các bạn ơi. Dưa này mát mà ăn ngọt thanh nữa. Đây, Hòa Thượng đã gần xong được miếng đầu tiên rồi đấy các bạn. Hay quá Hòa Thượng ơi. Rồi, ok, một miếng đầu tiên cho Hòa Thượng. Giờ tới dưa gì? Tiếp tục. Màu vàng nữa hả? À. Cũng là màu vàng cho Hòa Thượng luôn. Đây, và bây giờ Hòa Thượng vẫn ăn màu vàng nha các bạn. Ôi, thấy Hòa Thượng ăn đúng ngon luôn. Ờ, nó đảo quá các bạn ơi, trời đang nắng nữa chứ. Chú ăn yên tâm đi, con ăn chừng 5 trái trở lên á. Ừ, vậy là có khả năng chục trái là Hòa Thượng đẩy có khả năng hết đó nha các bạn. Để coi Hòa Thượng liệu Hòa Thượng ăn hết được 10 trái dưa của mình đặt ra hay không nha. Đây, Hòa Thượng được miếng thứ hai rồi nha, được 2 miếng rồi đó các bạn. Rồi, tiếp theo dưa màu gì đây? Cũng vàng nữa hả? Xong trái này đi tính trái đỏ sao chứ? Ừ, ok. Đó. Đừng nói đến các bạn ơi, nhìn thấy miếng dưa cảm giác như là dưa nó cáp tới này mà vỏ mỏng này các bạn, rất là ngọt nha, là dưa này là vô cùng ngọt luôn. Đúng là Trang mua dưa cho nó ngon luôn Trang. Tại hôm nào chú cháu mình đi mót ở ngoài ruộng dưa này nè. Hôm nay không chú ra cái chỗ trò, hôm nào chú cháu mình đi mót đó. Chú mua lại của anh chủ dưa đó đó. Tại hôm nào chú cháu mình đi mót rồi thấy dưa ngon đó các bạn. Tiện hôm nay Hòa Thượng thèm mà chú mua cho Hòa Thượng ăn cho đã bữa luôn. Mình ăn gần xong trái dưa màu vàng rồi nha các bạn. À và bây giờ Hòa Thượng gần ăn hết trái dưa màu vàng rồi nha, còn lại là 9 trái. Trái dưa này nhiều hột quá các bạn ơi. Ôi trời đang nắng thế mà Thượng ăn dưa thấy thèm luôn các bạn. Dưa này rất là ngon nha, mình cảm giác được luôn á. Đúng không Hòa Thượng? Rồi Hòa Thượng đã mang về cho mình là 100k đầu tiên rồi đó các bạn. Chắc chắn luôn, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là Hòa Thượng đã kết thúc được trái đầu tiên rồi nha. Quá hay Hòa Thượng ơi. Đang thèm, đáp ứng nhu cầu thèm cho Hòa Thượng vậy là Hòa Thượng vượt qua thử thách này chắc cũng không có gì là khó các bạn ơi. Hay quá, xong được một miếng này cũng như là trái đầu tiên đó các bạn. Hay quá Hòa Thượng ơi. Rồi ok. À đây, Hòa Thượng cũng đã xong một trái dưa vàng rồi nha. Giờ tiếp theo coi. Đây, bắt đầu Hòa Thượng sẽ vô trái dưa màu đỏ nha. Đây là Thượng trẻ miếng dưa đỏ đó, đó các bạn. Quá ngon cái này. Đó, dưa này ít hột hồi nãy rồi. Ăn dưa đỏ nha các bạn. Cho chú cảm giác của trái đỏ này sao Hòa Thượng? Ừ, ngon cái này. Ngọt không? Trái nào ngọt hơn, vị của dưa đỏ với dưa vàng cái nào ngọt hơn? Ừ, dưa đỏ này ngọt hơn. Ừ. Dưa vàng cũng ngọt nhưng mà nó không bằng dưa đỏ hay không? Dưa đỏ chắc nó ngọt sâu hơn đó các bạn. Cảm giác như là ngọt thanh hơn.
Rồi Hòa Thượng cũng đã xong được miếng dưa hấu đỏ đầu tiên rồi nha. Sao Hòa Thượng, ngon không? Sao cảm giác ơi? Quá ngon chưa? Rồi, được miếng dưa đỏ đầu tiên nha. Giờ tiếp tục dưa đỏ nữa hay sao? Dưa vàng đi. Rồi, qua trái vàng nữa rồi các bạn ơi. Đây, Hòa Thượng đổi vị nha. Tại vì đỏ không ăn ngán hay gì á. Sao ăn đỏ đó Hoàng? Ngon chưa? Sao không? Ngán. Thích ăn vàng hả? Thích ăn vàng thì bỏ trái vàng ra. Đúng rồi, trái này vàng thiệt các bạn ơi. Ok, trái vàng tiếp theo cho Hòa Thượng. Dưa chắc không Hòa Thượng? Chắc. Ừ, cái dưa này rất là ngon luôn. Nửa này nửa kia luôn. Trời, dưa ngon các bạn ơi. Rồi, Hòa Thượng tiếp tục ăn dưa vàng các bạn. Đây là miếng đầu tiên của trái thứ hai dưa vàng nha. Và trái dưa đỏ thì Thượng quyết định là qua dưa vàng ăn một tăng chắc mới tới dưa đỏ lại đấy các bạn ơi. Đây, trái này dưa đỏ nè. Ồ, con sẽ sẵn cho Hòa Thượng luôn nha. Đây, dưa đỏ ngon nha các bạn. Rất là giòn luôn nha. Phục vụ tận răng luôn các bạn ơi. Đó, đây, có miếng dưa các bạn coi có khả năng các bạn nhìn thấy là rất là ngon nha. Mình à, mình rảnh mình à, bỏ ra dùm cho Hòa Thượng. Đó, ăn hết thì rồi bắt đầu mình bỏ tiếp nha. Rồi tranh thủ đi, tuyển thủ của chúng ta có bộ ngồi ngay rồi sao? Mới có 2, 3, 4, 5, 6, 7, còn mới có 2 trái mấy rồi các bạn, còn gần được 3 trái rồi. Ăn hết đám này mới được 3 trái. Dưa vàng thì Hòa Thượng ăn được 2 trái rồi nha các bạn, còn dưa lai thì Hòa Thượng mới có 1 trái à. Bây giờ mình sẽ thử bộ 1 trái dưa lai tiếp theo cho Hòa Thượng nha. Mình dời ra đây đi. Nó rất là nhiều luôn nha, tranh thủ ăn đi Hòa Thượng ơi. Có người ngồi phục vụ tận răng cho mình thì mình chỉ việc ăn rồi lấy tiền đúng các bạn, quá đơn giản, có gì đâu khó đâu. Đây, giòn ghê các bạn. Đây các bạn coi nè, nó cái dưa nè, quá nhìn rất là ngon nha, đúng đã Hòa Thượng. Cái dưa này nhìn mát mắt các bạn ơi. Đó, không, nó sắp ra cho con sẵn nha. Ok, còn 5 miếng nữa, rất là nhiều các bạn ơi. Ngon từng miếng luôn, quá đã. Cứ để ra ở đây cho Hòa Thượng đi, Hòa Thượng thích ăn miếng nào thì Hòa Thượng lấy nha. Ôi, nước quá trời nước luôn. Ướt nhiều thì chưa ăn rồi. Ờ đúng rồi, cái dưa vẫn ngon đó. Đó, đây nha. Đó, rồi bây giờ mình bắt đầu để đây cho Hòa Thượng thưởng thức từ từ nha các bạn. Rồi, Hòa Thượng cố gắng ăn nha. Rồi, Hòa Thượng tiếp theo là ăn trái dưa đỏ của mình nha. Giờ Hòa Thượng của chúng ta đã đổi tư thế ngồi nha các bạn. Giờ không còn là người thi ăn dưa nữa mà đã là người giống con mẹ bán dưa ở chợ đó rồi. Sao ạ? No chưa? Ăn đi, tranh thủ ăn đi chứ. Chưa nha, Hòa Thượng vẫn chưa kết liễu xong 4 trái của mình nha. Mới ăn được có chừng có 3 trái rưỡi các bạn. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái. Ôi xin thôi chứ ăn. Sao kỳ ăn? Ăn không có nổi nữa. Dưa nhiều nước quá à. Rồi xong rồi các bạn ơi. Thôi thì bây giờ tại thực sự ra hôm nay là mình thử thách Hòa Thượng thôi. Nhưng mà Hòa Thượng ăn với cái số lượng tổng cộng là gần hết 4 trái nha các bạn, coi như là hết 3 trái mấy rồi. Ủa, Hòa Thượng không cố gắng được tí nào nữa hả? No lắm rồi chú An ơi. Cố gắng ăn thêm trái đi. Không nổi. Tại vì Hòa Thượng ăn thực sự ra là gần hết 4 trái nha các bạn.
Thì để mình thử coi miếng dưa coi nó có ngon hay không nha. Mọi người và các bạn biết cái cảm giác khi mình ăn gần hết 4 trái dưa vừa rồi coi. Lúc đầu là ăn nó không có no phải không chú An? Sau ăn nó từ từ nó no lại chứ. Mà có công nhận là dưa ở xứ mình trồng nhiều nước không? Nhiều. Hôm nay mình mua được một loại dưa đó là vừa mọng vỏ mà vừa rất là nhiều nước nha các bạn. Thì thôi, hôm nay giải thưởng chú chào cho Hòa Thượng là 50k nè. 50k là biết gì không? Gì chú An? Là đoán đúng trái dưa màu vàng. Và ở đây nha các bạn là 500k dành cho Hòa Thượng, đó là Hòa Thượng đã chinh phục được gần hết 4 trái dưa. Rồi, cảm ơn chú An. Ok, vậy là phần thưởng của Hòa Thượng ngày hôm nay là được 550k đó các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại với chú cháu mình xin một like, một share, đăng ký kênh ủng hộ chú cháu mình nha các bạn. Thôi, chúc các bạn có ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.